3 năm trở lại đây, thời tiết bất lợi khiến cây điều liên tục mất mùa giảm năng suất. Do vậy, nhiều hộ dân ở huyện Chịp Rông, tỉnh Gia Lai chặt bỏ cây điều để chuyển sang trồng những cây có giá trị kinh tế cao hơn. Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt tuyên truyền về giải diên hồng, giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Gặp mặt truyền thống 65 năm ngay lực lượng an ninh chính trị nội bộ. Hai năm qua, thành ủy Pleiku tập trung chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nâng cao nhận thức tầm quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo bác vào công việc và sinh hoạt hàng ngày, nâng cao trình độ bản lĩnh chính trị, sáng tạo trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khánh thành thư viện và tặng sách giáo khoa cho hai trường tiểu học Cờ Rông Ba. Dư xe mượn xe công nông của anh rể rồi đem bán. Gia Lai thêm hai cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm. <laughs> Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ thứ năm ngày 11 tháng 5 năm 2023 được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên báo Gia Lai điện tử và sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, 3 năm trở lại đây, thời tiết bất lợi khiến cây điều liên tục mất mùa, giảm năng suất. Do vậy, nhiều hộ dân ở huyện Kiệp Rông, tỉnh Gia Lai chặt bỏ cây điều để chuyển sang trồng những cây có giá trị kinh tế cao hơn. Tại các xã Gia Mơ, Gia Me, Gia Ga, Gia Bia, người dân cũng chặt bỏ hàng trăm hecta điều để chuyển đổi cây trồng. Theo thống kê, xã Gia có 1.282 hecta điều, nhưng năm gần đây cây điều liên tục mất mùa, cùng với đó là giá xuống thấp, do vậy người dân đã phá bỏ 281 hecta để chuyển đổi sang cây trồng khác, có giá trị kinh tế cao hơn. Ông Nguyễn Văn Luyến, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chịp Rồng cho biết, toàn huyện có 5.890 hectare điều. Trước thông tin người dân chặt bỏ cây điều do mất mùa, mất giá, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã báo cáo, nhưng đến nay chưa có số liệu thống kê đầy đủ những diện tích bị phá bỏ. Huyện định hướng cho người dân chuyển đổi cây trồng sao cho phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần tạo thu nhập ổn định trên diện tích sản xuất. Sáng ngày 11 tháng 5, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt tuyên truyền về giải viên hồng giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân và do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Giải viên hồng lần thứ nhất được phát động vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, thời hạn nộp tác phẩm tham dự giải đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023. Đây là giải báo chí hàng năm được tổ chức để vinh danh các tác phẩm báo chí xuất sắc từ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức giải. Ban tổ chức sẽ trao một giải đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng sẽ trao giải xuất sắc cho 5 cơ quan báo chí tiêu biểu tham gia giải. Dự kiến lễ trao giải báo chí Diên Hồng lần thứ nhất sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2023 phát biểu tại buổi gặp mặt ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh trương văn đạt nhấn mạnh giải diên hồng là giải báo chí toàn quốc có ý nghĩa thiết thực để triển khai hiệu quả đề nghị văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp cùng với các cơ quan báo chí bám sát mục đích yêu cầu nội dung thể lệ biện pháp tổ chức thực hiện chú trọng công tác tuyên truyền nhằm thu hút sự tham gia rộng rãi của các cơ quan thông tấn báo chí cử tri và nhân dân Chiều ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ ngày 10 tháng 5 năm 1958, ngày 10 tháng 5 năm 2023. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ ngày 10 tháng 5 năm 1958, ngày 10 tháng 5 năm 2023. Giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ ngày 10 tháng 5 năm 1958 ngày 10 tháng 5 năm 2023. Sáng ngày 10 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hiện thành phố có 21 mô hình phong trào của vận động cấp cơ sở, có 61 mô hình phong trào của vận động về học tập và làm theo bác được nhân rộng ra toàn đảng bộ. Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã biểu dương khen thưởng 61 tập thể, 114 cá nhân cấp cơ sở biểu dương 242 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. dịp này chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Pleiku trao tặng giấy khen cho 31 tập thể, 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022. Sáng ngày 10 tháng 5, huyện Đoàn Cờ Ba, 3 tỉnh gia lai phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạng Carry Việt Nam tiến hành khánh thành thư viện và bàn giao sách giáo khoa, dùng cụ học tập cho trường tiểu học Kim Đồng, xã Gia Hờ Đờ Rê và trường tiểu học xã Đắc Bằng. Theo đó, đoàn đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa thư viện tặng hơn 100 bộ sách giáo khoa, 307 bộ đồ dùng thực hành toán và tiếng Việt, 192 quyển truyện tranh thiếu nhi cho thư viện tại hai trường. Tổng kinh phí toàn bộ chương trình hơn 187 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Kagui Việt Nam tài trợ. Thưa quý vị, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đăng Phong sinh năm 1989, trú tại thôn 5, xã Gia Ba, huyện Chư Sê để điều tra về hành vi làm nhùng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó vào ngày 4 tháng 5 năm 2023, Công an huyện Chư Sê nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1973, cùng trú tại thôn 5. Về việc vào khoảng 13 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023, em vợ là Nguyễn Đăng Phong đi đến nhà mượn xe công nông để đi chở củi. Tuy nhiên, sau khi mượn xe công nông, Nguyễn Đăng Phong đem bán cho người khác với giá 9 triệu đồng, rồi tiêu xài cá nhân. Theo cơ quan công an, Nguyễn Đăng Phong có 3 tiền án gồm một tiền án tội cướp tài sản, một tiền án tội trộm cắp tài sản và một tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 5, qua kiểm tra đột xuất 7 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm của tỉnh đã phát hiện lập biên bản hai cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm để xử lý theo quy định pháp luật. Theo đó, hai cơ sở vi phạm gồm hộ kinh doanh Phan Thị Mỹ Hành sản xuất bánh phở tươi khô địa chỉ tổ 3 phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku với lỗi vi phạm khu vực chứa đựng kho bảo quản không đầy đủ giá kề chế độ vệ sinh. Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lâm sản xuất nêm chả 42 trên 10 hẻm Nguyễn Huệ, phường đoàn kết thị xã Duyên Ba với lỗi vi phạm sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định. Với vi phạm nêu trên, đoàn đã thống nhất xử lý vi phạm hành chính hai cơ sở với tổng số tiền 8 triệu đồng. Được biết, từ ngày 15 tháng 4 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã kiểm tra đột xuất 26 cơ sở, trong đó có 9 cơ sở ngừng, tạm ngừng hoạt động. Đoàn đã phát hiện 8 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính 8 cơ sở với số tiền 32 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn cũng đã làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm phường An Phú và thị xã An Khê, xã Hờ Ra và huyện Mang Giang về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.